Trong thời gian vừa qua, tổ hòa giải ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh đã giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong dân và tạo sự gắn kết tình cảm của bà con, hoạt động ổn định hơn 10 năm nay. Tổ hòa giải ấp Hàng Gòn trở thành một trong những mô hình tiêu biểu tại địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Đây là buổi hòa giải vào một ngày tháng 4 năm 2024 tại nhà văn hóa ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, hòa giải về vấn đề cho vay mượn tiền. Theo nội dung vụ việc, ông A mượn của ông N 100 triệu đồng từ năm 2022, nhưng đến một năm sau, ông A vẫn không trả. Ông N không đòi được tiền nên đã làm đơn gửi đến tổ hòa giải ấp Hàng Gòn nhờ can thiệp. Sau khi nghe đầy đủ ý kiến cũng như nguyện vọng của hai bên, các thành viên trong tổ hòa giải đã giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc vay mượn tiền, đồng thời khuyên họ cố gắng giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đừng vì một lợi ích nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. Khi nhận được đơn, chúng tôi phải tiến hành là hội ý. Hội ý xong xuôi hết rồi chia nhau xuống ở tại cái vụ việc nó xảy ra để xác minh hai bên. Không khó khăn với mắt thì chúng tôi hòa giải liền tại chỗ, đánh mạnh vào cái tình làng nghĩa xóm. Bà con xa xóm lớn liền dần với nhau, rồi quán đổi vị trí cho người kia qua người nọ. Phải thấu hiểu với nhau, tác động hai bên, người ta phải để hiểu nhau, để thông cảm với nhau được. Nên cuộc giải thường thường chúng tôi câu giải đã thành là những chuyện đi sâu vào người dân. Để nói. Và đồng thời nữa chúng tôi đã tiến hành là phối hợp với các phòng tư pháp thành phố là thường xuyên tổ chức tuyên truyền và cầu hướng pháp luật đến cho những người dân, để người dân hiểu được cái vấn đề nhà pháp luật. Hiện tổ có 7 thành viên là những người uy tín, gương mẫu và được người dân tín nhiệm. Hàng năm, tổ hòa giải tiếp nhận từ 7 đến 10 đơn thư của người dân và đã tổ chức hòa giải thành với tỷ lệ gần 100%. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, tổ hòa giải đã tiếp nhận 4 vụ việc và đều tổ chức hòa giải thành công. Khi mà nhận được đơn thì tất cả là thành viên trong tổ hòa giải đều là sốt sắng, tranh thủ là từng ngày từng giờ xuống tận địa bàn để mà xác minh, để mà cụ thể sau đó là về tiếp tục là tổ hòa giải sẽ thống nhất là bàn bạc cách để mà đưa ra để mời lên xã để tổ chức là hòa giải. Hàng năm thì đều là các tổ hòa giải đều được phòng tư pháp là tổ chức là tập huấn hàng năm cho các là hòa giải viên ở cơ sở. Nói chung là tinh thần là tham gia là các tổ tham gia rất là nhiệt tình. Nói chung là cũng là được phát tài liệu về công tác hòa giải để cho hòa giải viên về cơ sở để nghiên cứu để cùng nhau thực hiện. Tham dự cái cuộc hòa giải thì tôi thấy là cái thứ nhất là chấp hành đúng giờ giấc người của người dân. Cái hai nữa là những người dân là cũng coi là người chòm xóm, thôn xóm ở trong ấp thì đều biết nhau hết. Do đó là coi như là mọi thứ là coi như là nó rất là êm đẹp cho cái việc hòa giải. Hòa giải là lúc nào cũng phải cố gắng thực hiện tốt coi theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân xã, và đồng thời là các đồng chí ở đây là cũng rất là nhiệt tình trong cái việc đó, là để coi như càng ngày là người dân người ta thấu hiểu được cái pháp luật và những cái vấn đề gì khó khăn mình phải giải quyết ngay tức khắc cho họ để họ nắm được. Theo Phòng Tư pháp thành phố Long Khánh, toàn thành phố hiện có 58 tổ hòa giải với 387 hòa giải viên. Trong năm 2023, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã hòa giải thành công 56 trên 65 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 91%. Trong năm 2024, thành phố Long Khánh tập trung củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên, nâng cao chất lượng công tác hòa giải nhằm giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.